Hohenier tung ảnh thời bé xấu sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Tối ngày 15 tháng 1, Hohenier, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, bất ngờ mở lại trang cá nhân sau nhiều ngày im ắng. Sau đêm chung kết, Hoa hậu Hohenier đã khóa Facebook để giữ cho mình một khoảng lặng và giờ đây cô đã sẵn sàng cho mọi việc sắp tới. Xin chào mọi người, những người luôn yêu thương và đồng hành cùng Hohenier. Hôm nay, Hohenier chính thức mở lại Facebook và muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến mọi người. Người đẹp Tây Nguyên gửi lời chào đến mọi người. Sau khi cảm ơn nhiều cá nhân tập thể, Hohenier còn viết thêm: em hy vọng rằng thời gian tới mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng em. Em sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn những điều chia sẻ tuyệt vời đó. Chưa hết, cách đây ít phút, người đẹp còn gây bất ngờ khi thẳng thắn khoe bài báo chia sẻ những hình ảnh thời Hohenier vừa béo vừa xấu. Hohenier vui vẻ: đây là hình ảnh ngày xưa của tân hoa hậu. Các bức hình trước năm 2015 là những hình ảnh chân thật nhất của một cô gái sinh viên chưa biết gì về showbiz và cũng là lúc béo chỉ có ăn học nhé. Một thời để nhớ, để lại tất cả hình của ngày xưa để nhớ xưa mình như thế nào. Được biết gần 10 ngày sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, Hohenier đã bình tĩnh đón nhận mọi thứ và cô được khán giả yêu quý hơn. Không như nhiều người đẹp sau đăng quang mang trong mình tâm trạng bối rối, Hoa hậu Hohenier tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô chia sẻ đã bắt đầu hành trình mới với vai trò là tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Chặng đường dài phía trước, mọi người đồng hành với Hohenier nhé. Dòng tâm sự của Hohenier nhận được nhiều sự động viên khích lệ của người hâm mộ. Sáng ngày 16 tháng 1, tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Nie có những chia sẻ chân thành và thú vị trong chương trình Cà phê sáng với VTV3. Cô gái 26 tuổi thú nhận chiếc vương miện Hoa hậu là quá nặng đối với cô, dù là trọng lượng thực sự hay những áp lực nó mang tới. Cô thú nhận cách đây ít ngày cô vẫn chưa có quen với việc được gọi là Hoa hậu. Nghe vậy xa lạ quá, cứ gọi em là Hen hay là bé Hen thì hơn. Cô hay trả lời mọi người như vậy. Mặc dù không tránh khỏi những căng thẳng trong quá trình thi và sau khi đăng quang, song Hohenier cũng tỏ ra lạc quan và tự tin với những hình ảnh mới của mình. Cô cho biết lúc trước cũng từng ao ước có một làn da trắng sáng theo tiêu chuẩn cái đẹp thông thường. Tuy nhiên, làn da nâu khỏe khoắn tự nhiên của cô lại phù hợp hơn với công việc làm người mẫu và cô mong muốn điều này sẽ tạo nên một câu chuyện mới lạ của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Khi MC Đức Bảo hỏi Hohenier đoán người dân ở buôn làng sẽ chào đón tân hoa hậu trở về như thế nào, cô gái hiền lành nói vui: chắc mọi người sẽ lái xe cày ra đón em mất. Từ bé em rất thích ngồi xe cày, rất là vui. Chia sẻ về những dự định cộng đồng trong thời gian tới, Hohenier hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho các cô gái và các em học sinh ở buôn làng Tây Nguyên. We'll be right back.
Tenier, đoán người dân ở buôn làng sẽ chào đón tân hoa hậu trở về như thế nào. Cô gái hiền lành nói vui, chắc mọi người sẽ lái xe cày ra đón em mất. Từ bé em rất thích ngồi xe cày, rất là vui. Chia sẻ về những dự định cộng đồng trong thời gian tới, Hohenie hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho các cô gái và các em học sinh ở buôn làng Tây Nguyên. Hohenie đã bình tĩnh đón nhận mọi thứ và cô được khán giả yêu quý hơn. Không như nhiều người đẹp, Sao Đăng Quang mang trong mình tâm trạng bối rối, hoa hậu Hohenie tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô chia sẻ đã bắt đầu hành trình mới với vai trò là tân hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Chặng đường dài phía trước, mọi người đồng hành với Hohenie nhé. Dòng tâm sự của Hohenie nhận được nhiều sự động viên khích lệ của người hâm mộ. Sáng ngày 16 tháng 1, tân hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Nie có những chia sẻ chân thành và thú vị trong chương trình Cà phê sáng với VTV3. Cô gái 26 tuổi thú nhận chiếc vương miện hoa hậu là quá nặng đối với cô, dù là trọng lượng thực sự hay những áp lực nó mang tới. Cô thú nhận cách đây ít ngày cô vẫn chưa có quen với việc được gọi là hoa hậu. Nghe vậy xa lạ quá, cứ gọi em là Hen hay là bé Hen thì hơn, cô hay trả lời mọi người như vậy. Mặc dù không tránh khỏi những căng thẳng trong quá trình thi và sau khi đăng quang, song Hohenie cũng tỏ ra lạc quan và tự tin với những hình ảnh mới của mình. Cô cho biết, lúc trước cũng từng ao ước có một làn da trắng sáng, theo tiêu chuẩn cái đẹp thông thường. Tuy nhiên, làn da nâu khỏe khoắn tự nhiên của cô lại phù hợp hơn với công việc làm người mẫu, và cô mong muốn điều này sẽ tạo nên một câu chuyện mới lạ của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Khi MC Đức Bảo hồi hơn,
Hoa Hình Nhi tung ảnh thời bé 6 sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Tối ngày 15 tháng 1, Hoa Hình Nhi, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, bất ngờ mở lại trang cá nhân sau nhiều ngày im ắng. Sau đêm chung kết Hoa hậu, Hoa Hình Nhi đã khóa Facebook để giữ cho mình một khoảng lặng và giờ đây cô đã sẵn sàng cho mọi việc sắp tới. Xin chào mọi người, những người luôn yêu thương và đồng hành cùng Hoa Hình Nhi. Hôm nay, Hoa Hình Nhi chính thức mở lại Facebook và muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến mọi người. Người đẹp Tây Nguyên gửi lời chào đến mọi người. Sau khi cảm ơn nhiều cá nhân tập thể, Hoa Hình Nhi còn viết thêm: em hy vọng rằng thời gian tới mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng em. Em sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn những điều chia sẻ tuyệt vời đó. Chưa hết, cách đây ít phút, người đẹp còn gây bất ngờ khi thẳng thắn khoe bài báo chia sẻ những hình ảnh thời Hoa Hình Nhi vừa béo vừa xấu. Hoa Hình Nhi vui vẻ: đây là hình ảnh ngày xưa của tân hoa hậu. Các bức hình trước năm 2015 là những hình ảnh chân thật nhất của một cô gái sinh viên chưa biết gì về showbiz và cũng là lúc béo chỉ có ăn học nhé. Một thời để nhớ, để lại tất cả hình của ngày xưa để nhớ xưa mình như thế nào. Được biết gần 10 ngày sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017,